Xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái bếp ga Inai, con này mới khoảng 99%, gần như chưa sử dụng. Bếp này thì nó có chức năng mình để nồi không mà tự tắt, mình sẽ để thử cái này cho anh em xem. Còn bên đây thì khi mà mình để là mình quên để nồi lên thì nó cũng tự tắt. Hoặc là bên đây là cái bếp nướng thì khi mình sử dụng bên đây nó sẽ tự tắt. Còn bên đây mình để chút xíu đi, chút xíu nó sẽ tự tắt, mình sẽ quay lại cho anh em xem. Còn mình giới thiệu chi tiết khác, ở đây thì nó có cái gẩm nướng như thế này, nó khá là mới. Gần như chưa sử dụng như thế này, anh em nhìn rất bắt mắt, đẹp. Bằng cái khay nóc này đó, thì ở đây nó con bếp này nó đẹp chân chu hết trên mặt. Bây giờ ở đây thì đời của nó là 2015, cái bếp này gần như là họ chưa sử dụng, họ để lâu nè đó. Thì cái bếp này mình để là mặt men, dòng này là tiết kiệm ga, rất là tiết kiệm ga nè, vừa tiết kiệm ga vừa mà để nồi thì nó sẽ quên để nồi nó cũng tự tắt, mà để nồi không nó cũng tự tắt. Khi để nồi không nó sẽ bóp lửa từ từ, nó cảm biến là biết là trên đó là không có vật thể đó, nó tắt. Khi nó tắt rồi thì ở đây nó sẽ báo đèn, đây mình sẽ tắt lại đó, rất là hay cho người lớn tuổi mà quên khi mà để cái nồi không đó. Thì anh em xài thì anh em thấy, để chút xíu mình sẽ mở những chi tiết bên trong cho anh em xem. Mình quay bên trong cho anh em xem, bếp nó mới như thế này. Những dòng bếp mới này, những cái dắt, những cái co, những cái cảm biến của nó bên trong là khá đẹp hết. Đó, như thế này. Rồi xin chào anh em nào có nhu cầu sử dụng một bếp ga Inai mới khoảng 98-99%, liên hệ mình. Dòng tiết kiệm ga, dòng quên để nồi không thì tiết kiệm ga nè, không để nồi cũng tắt, mà để nồi không nó cũng tự tắt. Nên cho những người lớn tuổi mà sử dụng lúc thời buổi khó khăn này thì tiết kiệm là hiệu quả nhất. Rồi, xin chào anh em.